gặp nhau như ngủ mơ, như chuyện bất ngờ. Gặp nhau ta tưởng bây giờ ở đâu rồi, không còn bóng một người nào ở đây. Chàng từ thức trở về chốn cũ đây nói đó. Anh gầy đen quá, tôi cứ ngỡ anh nơi thành phố vẫn còn ở đó, mang tiếng hát mua vui cho đời. Sao anh về đây, sao anh về đây, đời nghệ sĩ tan theo gió rừng sương núi, đời nghệ sĩ tan theo cuốc cây nắng cháy mưa rừng. Nhà cô Nguyệt chỗ nào chị? Còn tôi ôi đời lính quen rồi gió bụi, từ khi xa trường xưa lăn vào cõi đời. Địa danh quen dừng tên trên từng dấu rơi, là ở đây miền Tây bên miền Đông, tôi đều đến một lần. Xuân ô đó ôi những màu sương trôi dòng nước, đây rừng tân khai đến giáo chiêm vọng rơi trên đường. Sáng soi hòa trâu chân mơ phao ngồi nơi trên từng giây phút, thật hy hữu nơi sống sót từng cuộc chiến. Chờ cách ngoài kia khoảng chừng 200, mỗi căn cách nhau khoảng chừng 40-50 mét, là khoảng bên cạnh ngay đây, có lẽ đâu khoảng một điều, có lẽ là đây. Chôn giấu cả một thời hoàng kim, nhớ đêm mưa ngày nào bọn tôi lên phố, phố cao nguyên đàn hoa người đông vui quá, tiếng nhạc và rượu nồng cháy. Ngày nào đi bỏ phát rẫy làm gì? Làm rẫy, chặt cây thì làm rẫy. Lại có miếng rẫy này trong đó không? Có người không? Có. Vậy về vô cất bên bên nở được ha. Sau đó cháy. Nàng buồn đưa tiếng áo ca kỳ bạc màu của anh lên chiếc. Người tiên gặp nhau giữa nơi rừng sâu vắng tanh, chiều nay giờ hai chúng ta đều mãi tối mặt, nhìn nhau mắt đã xa, nhìn nhau chắc nhau xa. Quay cái cánh cò kia mà uổng quá. Nhau nghe mà chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm xưa. Hôm nay để ta biết sống sót đời con nhau.